Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo gương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc, trị Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh tru di tam tộc, và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Đây là bài bí mật gia truyền thứ 56. Yếu quyết chữa đàn bà thai nhiệt tựa như lị. Bài thuốc này được ghi là thai nhiệt tựa lị bằng thơ nôm. Trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 151 của Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân. Chủ trị: đàn bà có thai 7 cho đến 8 tháng do cảm nắng, cảm nhiệt gây nên chứng tử phiền, có nghĩa là trong tâm buồn bực chẳng yên, hay hồi hộp, kinh sợ, thường do âm hư, đàm hỏa hay can uất gây nên. Khí bốc lên làm cổ họng tắc nghẽn, bụng trướng đầy, đại tiện nhiều lần tựa như chứng lị. Mỗi lần tới nhà xí phải ngồi lâu, khoảng thổi chín một nồi sôi, bỗng chợt khí thông xuống mới đi đại tiện được một lần. Thầy thuốc kém thường chữa bằng thuốc kiết lỵ, không biết đó là chứng thai nhiệt tử phiền. Chữa bệnh này nên dùng tiểu xài hồ thang chiêu với viên hoàng liên a dao. Bài thuốc tiểu xài hồ thang, xéo trái hú thoang. Nguồn: Trương Trọng Cảnh. Chủ trị: thương hàn, chứng vào đến thiếu dương, miệng khô, họng khô, mắt hoa, sợ gió, thoạt nóng, thoạt rét, ngực sườn đầy tức, biếng ăn, lòng phiền hay nôn. Bài thuốc gồm các vị thuốc trái hú, hoáng xín, dân sân, ngan xáo,
ban xia sinh chiang ta giáo sắc uống. Bài thuốc hoàng liên a giao hoàn, tức là loại này làm bằng viên, gồm các vị thuốc hoàng liên ưa giao phú liên, hai vị hoàng liên và phú liên tán bột, còn ưa giao hòa với nước làm hồ tạo thành viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi liều uống 30 viên với nước sôi sau bữa ăn. Đấy là thuốc viên, còn nếu không chúng ta thể sắc thuốc thì ở dạng là hoàng liên ơ giao thẳng, nguồn cũng của Trương Trọng Cảnh, chủ trị dưỡng tâm thanh nhiệt, tư âm giáng hòa, trị miệng táo họng khô, tâm phiền khó ngủ, bứt rứt tiểu vàng, âm hư hỏa vượng. Bài thuốc gồm các vị thuốc hoàng liên ưa giao hoàng xín bái sáo sắc uống. Lúc thuốc còn ấm, cho thêm chí di hoáng, quậy đều lên uống. Chí di hoáng tức là kê từ hoàng này, lòng đỏ trứng gà đấy. Đợi khi đại tiện thông đều rồi, tiếp dùng chuan xiong, phú lính, sa dẫn, gan sáo sắc uống để ổn định. Còn những bài thuốc như là ngũ linh tán, cảm ứng viên, hương liên tán, chu sa hoàn đều không phải là thuốc chữa bệnh này. Sau đây là bài thơ nôm thai nhiệt tựa lỵ, ấy tả tiết này là thai nhiệt, thuở viêm thiên thời tiết sốt thay, thai hầu 7-8 tháng dày, nhân chưng thủ nhiệt lệ thay tử phiền. Tức là trong tâm buồn bực chẳng yên hay hồi hộp khi sợ tử phiền, động thai bức bách nổi lên, cho nên trở ngại ở trên yết hầu, tâm phúc chướng mãn hằng đau, tức là ngực bụng chướng đầy, tựa đường hạ lị làm nau bồi hồi, tức là làm cho khốn khó. Bước lên nhà xí liền ngồi, dặn chừng chín một nồi sôi lâu chảy, tức là ý nói phải ngồi dặn lâu với thời gian như thổi chín một nồi sôi. Sẩy liền khí hạ nhẹ dày, ý nói khi có khí thông xuống rồi thì mới đi đại tiện được. Thông được một chốc rửa tay trở về, vào nhà thì lại muốn đi, chưa từng thấy bệnh gian nguy dường này, đề cương chứng trị chép bày, thai nhiệt tựa lỵ biết thay lẽ dùng. Chớ làm giải lợi cho thông, nhiễu bất khả nhiễu, hợp dùng chớ lo. Tức là bệnh đã rối loạn rồi, không nên làm cho rối loạn nữa. Ta làm phương tiểu sài hồ, giao liên sao tĩnh, hợp cho một phần. Sao tĩnh tức là sao lên cẩn thận, sao vàng lên đấy. Đại hoàng chỉ xác nửa phần, uống rồi điều đạo thai dần bình yên, ấy phương kinh nghiệm gia truyền, ngày dùng thấy hiệu chép biên tỏ tường.
cảm ơn quý vị đã xem bài thuốc đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.